Đây là con sò mai nè. Quá là tuyệt vời luôn. Xin chào mọi người đang xem kênh Mì Hon TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm món sò huyết ngâm nước tương với lại làm mì hải sản nấu ăn mì sáng ăn nha mọi người. Cái con này mọi người biết nhiêu con không? Sò mai nè, 60.000 một con, là cộng 60.000 nha, là khoảng 3.000 won tiền bên này nha mọi người. Và mình sẽ đi rửa sò huyết nha mọi người. Sò huyết này là sò huyết của Hàn Quốc nha. Cái sò huyết của Trung Quốc là nó bự hơn nhiều. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước nha mọi người, nấu nước để mà luộc sò huyết. Và mình sẽ cắt ít gừng để tí nữa mình cho vô trong kia để ngâm. Bỏ nữa nha mọi người. Ớt xanh luôn. Hành ba rô. Hành ba rô thì mình sẽ cắt nhuyễn luôn nha. Cái tô để mình làm cái nước 150ml nước tương, 300ml nước tương, một muỗng nước mắm cá ngừ nha mọi người, 3 muỗng nước đường khoai tây nha, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Rượu nấu ăn thì mình sẽ cho vô trong này 2 muỗng nha, 1 muỗng, 2 muỗng. Giờ mình cho vô trong này. Nước bây giờ nó sôi rồi, mình cho cái sò huyết vô luộc nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha mọi người. Giờ mình rửa sợ cái máy bay. Mình lấy cái nước này để rửa nha mọi người. Mình lấy cái nước ấy rửa sò huyết là nó sẽ bị nhạt đó mọi người, không có ngon. Cái nước tương nãy mình pha, giờ mình cho nó vô đây để mình nấu cho nó sôi lên. Nước tương sôi này mọi người ơi, sôi như thế này là được rồi nè nha. Bỏ nước tương vô nha mọi người. Hạt mè nữa nha. Đó, vậy là xong rồi đó, nấp lại. Bây giờ mình sẽ nấu mì nha mọi người. Bỏ con này vô trước đi mọi người, để hơn hồi nữa là nó không chín nha. Mình sẽ luộc hải sản trước cho nó chín xong rồi mình mới cho mì vô nha. Còn nó chín là mình nhớ còn đưa trước nha. Cho cái con sò mai nó chín rồi. Cho bạch tuộc chưa? Bạch tuộc. Cho là vô đi. Sò mai. Sò mai. Ông ơi. Thế mà hỏi quên hành đi nãy rồi. Đấy, cái nồi này dữ lắm rồi. Tràn bờ đây rồi. Nó sắp tràn bờ rồi nha mọi người. Đây, đây là cái nồi mì hải sản của cả nhà mình tối nay nha. Quá là tuyệt vời luôn. Tới đây, bên này coi. Tới đây, tới đây. Vô, 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 vô. Wow. Oh, đây là một nồi mì hải sản nha mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn nha. Charlie có sớm. Ừ. Oh. Ngon quá. Kim chi đây nha mọi người, kim chi.
Ôi, gan lỗ đau rồi. Ô, tôi kia nói tí. Xúc xích gan rồi. Ăn cái. Purane. Mày làm tóc cho mày đổi. Thôi mà đổi thế, cũng mà đổi lại. Trời ơi. Trời. Bông nha mọi người. Xin chào mọi người, mời mọi người. Xin chào các bạn. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 바깥으로 나오는 거예요. Rồi. Nè, đưa cho em cái này. Nè, đây nè. Ăn đi. Chắc là chưa, không chọn. Đây, ok. Bác sĩ sơ? Ừ. Ngon được không? Nè, đưa chén đây, mì nè. Rồi, mời mọi người ăn tối chung với cả nhà mình nha. Hôm nay ăn mì thay cơm nha mọi người. Hôm nay là mì hải sản siêu to, chà bá bự khổng lồ luôn. Dạ hả? Chắc ra lấy cái kéo lại. Rồi, mời mọi người ăn nha. Ừ. Ok. Ừ. Chắc ra đi. Được không? Được không? Ừ. Ui, ngon quá mọi người ơi. Ngon không? Ngon. Quá ngon chứ. Cái nồi mì này mà không ngon nữa thì cái nồi mì nào mới ngon mọi người. Chim chim chắc lá. Ủa bao muỗng xếp vào. Một. Một bao muỗng. Xếp vào giọt sao? Mua lên giọt sao? Ủa nấu chi à? 어느 거? 아 이거? Để này cũng được rồi mọi người ơi. Cái bà cái mỏi nước đó. Không qua, trời trời sao cái này cái gì vậy? Tóc của nó hả? Chị có bừa à? Bừa? Bứt bừa đó. Bừa? Dài ra khúc gì nè. Cái bừa? Nó dài ra khúc lại. Đây là con sò mai nha mọi người. Đây, đây là con sò mai nè. Ồ. Bù mù quá. Nhưng mà sao giống nó có tóc vậy? Cái này là gì của nó? Mà nó dài lắm. Cái này là gì trời? Tóc hả? Thì nó dài một khúc vậy đó. Ừ đó. Ừ, bừa. Dài hơn nữa. Cái gì vậy trời? Bù mù quá. Thôi thật ha, đi chung chung. À, tập hôm qua ăn xài á mọi người, sao mà đứa nào cũng đau răng hết trơn á. Ôi nhưng mà mình không có bị đau răng nha. Hôm qua ăn thi đua xài. Đây là con bầu ngư nè mọi người. Ồ. Chấm vô muối 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 tôm. Bỏ cứ tớ. Ăn giảm tớ rồi, bố tớ rồi. Ồ quá chưa. Ở đó là sao kìa. Ừ. Ừ.
Cà mai giòn, nó trang một chút mà. Trang bơi luôn. Giòn đúng không? Thử thôi. Thử đừng có ăn nội tạng nha. Ăn cái gì đó trắng trắng thôi. Ăn cái cục đó thôi. Ngon mệt rồi. Đầu ngư cũng ngon mà. Có bài này ăn con hả? Xin đi. Thì nướng không còn nữa nè. Thì nướng than đi. Đây, đây là sô mai nè. Ồ, sao mà nó cháy vậy ta? Ồ. Con giò mà sữa. Nghe đồ giòn lắm để mình ăn. Ừ. Da hơi màu ngư lắm. Không bị nhiều. Ngọt hơn luôn. Dai hơn bào ngư, ngọt hơn bào ngư nữa. Cắm cái bạch tuộc với tôm luôn. Muối tôm không cần nặng chanh luôn nhưng mà cũng ngon. Chấm muối đi. Muối ngon á. Cái này nó giòn lắm luôn á. Nè để cho coi nè. Bắn bắn của mông là được. Ôi trời ơi. Giòn ghê chưa. Không ngon chưa? Phải cơm ăn chưa? Bể giòn lắm luôn nha mọi người. Maşınlar. Canımın hatırını. Canımın iğbarı tam da öyle. Çay. Sen çanadın? Maşınlar. Chúc mừng mọi người. Bye bye. Hôm nay xin video hai chồng mình nha. Hẹn gặp video sau. Bye bye. Chúc mừng mọi người.